Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay về được ít băng cassette và những cái set rượu, bình rượu. Em sẽ quay cho anh em. Đây là những cái dòng sưu tầm của bên em. Thì như anh em có thể thấy trước mắt, em sẽ giới thiệu đến anh em những cuốn băng vô cùng độc đáo. Ở trên màn hình của anh em đây là những chiếc băng rất là xịn sò, băng metan. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến anh em dòng băng metan. Đây là băng metan được làm bằng xương nhôm, rất là lặng và đẹp. Băng này là băng 90 phút. Cái này là dòng metan nha anh em. Đấy, anh em có thể thấy nó có 1, 2, 3, 4, 5, 5 lỗ. Anh em có thể thấy thường nó là 6 lỗ. Đây, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 lỗ. 6 lỗ nha anh em. Đó. Băng rất là xịn. Chất lượng âm thanh thì khỏi phải chê. Cuốn này là cuốn của Trường Vũ, là cuốn này. Cuốn thứ hai cũng là của TDK, cuốn này nó cũng là metan xương nhôm và cuốn này là cuốn MAGX60 tép 4, anh em có thể thấy. Nhìn rất là đẹp. Quá xịn sò luôn. Mỗi con này nó một màu, con này thì màu xám, con kia màu bạc. Đó. Đây là đều là dòng sưu tầm và giá của nó rất là cao. Tiếp theo là một cuốn băng Tuấn Vũ, Tình Khúc Yêu Cầu Top Hit. Đây là toàn những cái bài hay. Cuốn này là cuốn 50 phút và cái tem của nó là tem vàng kim loại metan nha anh em. Đó, băng metan. Tiếp tới sẽ là một cuốn băng metan. Băng này là băng metan dòng Master của Soli. Băng này được làm bằng gốm ceramic, rất là đẹp. Đây đều là những cái dòng băng sưu tầm mà anh em mà chơi băng thì không thể bỏ qua được. Rất là đẹp. Ngoài ra ở đây thì em đợt này làm khoảng độ đến 6 bộ. 1, 2, 3, 4. 6 bộ của gì nhỉ? Tài tử Thanh Thái Thanh. Siêu hay, ba cái cuốn này là ba cái album có thể nói là rất là hay của cố ca sĩ Thái Thanh. Hay lắm luôn, nên là em phải làm đến 3 bộ, 4 bộ. Hôm trước có một bộ về được anh em hưởng ứng nhiều quá nên là phải làm thêm. Đó. Còn đâu những cái cuốn băng metan như thế này là em toàn làm trên những cái album cực kỳ hay, ví dụ như là Giao Linh Đôi Mắt Người Xưa, Tuấn Vũ này. Rồi là Chế Linh Thanh Tuyền hoặc là Trường Vũ. Trong đấy toàn những bài hay. Tiếp tới giới thiệu đến anh em một số cái cuốn băng nhạc nước ngoài với cái vỏ hình rất là đẹp. Những cái băng này là đều là những cái băng nhạc không lời của nước ngoài, chủ yếu là nhập ở bên Nhật. Và cái vỏ băng này được em design lại rất là đẹp theo cái kiểu dạng vintage. Cái này nó mang tính nghệ thuật nhé, chứ không bậy bạ gì đâu. Anh em vừa có thể chơi vừa có thể ngắm, rất là đẹp. Cái này làm nó cũng tương đối là công phu. Anh em có thể thấy những cuốn băng ở trong này, anh em có thể thấy nó đều là tiếng cuốn của Victor. Đó. Toàn là nó toàn là nhạc ngoại, tuy là tiếng Nhật nhưng mà nó là toàn là nhạc ngoại thôi. Em đang mở nghe kìa. Đó. Rất là đẹp. Một số cuốn nữa. Đó. Tiếp tới sẽ giới thiệu đến anh em cái bộ rượu mà bên em hay bán. Thì cái bộ rượu này thì nó sẽ gồm có một cái chum. Cái này là của Nhật. Một cái chum này và một bộ nó thì gồm có ba cái chén. Anh em có thể thấy trên này thì được người Nhật người ta vẽ các thiếu nữ rất là gợi cảm. Anh em có thể thấy nó giống như là một cái nghệ thuật đơn giản, giống kiểu GAV nhưng mà nó mang tính nghệ thuật đẹp. Đấy, anh em có thể thấy rất là đẹp. Đây cũng vậy này. Cái bộ này nó cứ gồm có một ấm, một ô ấm, à một cái bình này với cả ba cái chén nhỏ, rất là đẹp nha anh em. Đó. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em.
ngồi nhâm nhi rượu nghe băng cassette. Nói chung là nó cũng là một cái thú vui. Cảm ơn tất cả mọi người nhá.